Trong số các thể loại phim ảnh, chủ đề hậu tận thế luôn có một sức hút rất khó cưỡng đối với các bạn khán giả yêu phim. Bởi lẽ, phần lớn các phim này thuộc về thể loại viễn tưởng, song lại được đặt vào những bối cảnh rất thực tế thường nhật, để rồi từ đó đặt ra nhiều câu hỏi về nhân sinh cho khán giả như là: nếu thế giới trở thành như thế này thì mình sẽ làm gì? Mình có đủ khỏe mạnh để sinh tồn khi ngày tàn của nhân loại đến? Và mình có còn giữ được nhân tính làm người khi phải đối mặt với những gian nan thử thách trong thế giới hậu tận thế? Chính vì vậy mà chủ đề hậu tận thế có thể nói là một mỏ vàng khai thác vô tận của điện ảnh thế giới, cũng như là đất diễn sáng tạo của rất nhiều những nhà làm phim có bộ óc đi trước thời đại. Chào mừng các bạn khán giả đã đến với bài tổng hợp của Đèn Đỏ Cinema. Và hôm nay, chúng mình sẽ liệt kê top 10 những bộ phim hậu tận thế mà theo chúng mình đánh giá là hay nhất từ trước đến nay. Mở đầu danh sách, chúng ta có phim World War Z. World War Z kể về hành trình giải cứu thế giới của một cựu đặc vụ tại Liên Hợp Quốc tên là Jerry Lane sau khi một loại virus bí ẩn đã biến phần lớn dân số thế giới thành những sắc sống hung hăng khát máu, không ngừng điên cuồng giết chóc. Anh phải chạy đua với thời gian để bảo vệ gia đình mình khỏi binh đoàn sắc sống, trong khi đồng thời quay trở lại hợp tác với các đồng nghiệp trong ngành cũ của mình để tìm ra giải pháp tạm thời để chống lại đại dịch sắc sống này. Trong số các phim về sắc sống zombie của Hollywood, World War Z xứng đáng được vinh danh vào hàng ngũ những phim đáng nhớ nhất và tiêu biểu nhất của thể loại này. Sự khác biệt nằm ở chỗ, trong khi phần lớn các phim khác tập trung vào tính kinh dị, sinh tồn và cục bộ, thì World War Z là nhấn mạnh vào tính hành động, cấp bách và quy mô toàn cầu, khiến cho bộ phim có một bầu không khí căng thẳng rất riêng biệt không lẫn vào đâu được. Cộng thêm với bài nhạc nền cực kỳ đặc trưng, World War Z là một trải nghiệm hút hồn thật sự dành cho các tín đồ dòng phim zombie và cũng đã vẽ ra những viễn cảnh rất đáng sợ về nhân loại sụp đổ trước đại dịch trong tương lai. Điểm chưa duy nhất của World War Z có lẽ là khâu khai thác thế giới chưa đủ tốt, nhưng nhiều đó vẫn không thể tước đi danh tiếng của phim này trong lòng khán giả được. Vị trí số 9 của chúng ta đó là bộ phim Dread. Bộ phim Dread đưa khán giả vào bối cảnh hậu thảm họa chiến tranh cá nhân toàn cầu tại thành phố Megacity One chìm ngập trong bạo lực và sự vô kỷ luật trật tự. Tại nơi đây, tồn tại một lực lượng hành pháp có tên gọi là người thẩm phán, những người vừa làm thẩm phán, vừa phán xử và cũng vừa là đao phủ luôn. Nhân vật chính Judge Dread, một thẩm phán cấp cao, phải hợp tác với một cộng sự kiến tập để chiến đấu chống lại một băng đảng sứ một loại thuốc kích thích có khả năng thay đổi thực tại. Viễn cảnh về thành phố tương lai ngập tràn những tiêu cực và tội ác không phải là quá xa lạ đối với các fan hâm mộ thể loại hậu tận thế, và Dread cũng là một trong những ví dụ tiêu biểu ấy, với một câu chuyện cũng khá là điển hình về một cặp bài trùng chống tội phạm. Thế nhưng Dread đã gây ấn tượng với người xem về khả năng xây dựng thế giới của mình một cách chân thực và sinh động bên cạnh những phân đoạn hành động rất mãn nhãn của mình. Lần ranh giữa công lý và thuần bạo lực đẫm máu cũng rất mong manh trong phim, từ đó đặt ra rất nhiều câu hỏi cho khán giả suy ngẫm. Do vậy, Dread là một bộ phim hậu tận thế đầy tiềm năng và rất được khán giả kỳ vọng cho các phần hậu bản tiếp theo. Vị trí số 8 của chúng ta đó là phim The Road. Cốt truyện của The Road xoay quanh chuyến phiêu lưu của hai cha con không rõ tên tại một vùng đất chết không rõ địa danh kể từ sau một thảm họa đại ông thủy đã quét sạch văn minh của nền nhân loại, với niềm hy vọng sẽ ra được bờ biển ấm áp hơn khi vùng nội địa đang càng ngày càng chìm trong giá rét. Hai cha con kiên cường tiếp bước trên một hành trình đầy gian khó nguy hiểm, phải đối đầu với những mối hiểm nguy khôn lường từ những người còn sống sót đầy đa nghi và sẵn sàng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề bất cứ lúc nào. The Road luôn lọt vào danh sách những bộ phim sinh tồn hậu tận thế hay nhất mọi thời đại, và chúng ta hoàn toàn có thể hiểu lý do vì sao. Bộ phim lột tả một cách chân thực và trần trụi nhất có thể về những khó khăn mà hai cha con phải trải qua trên hành trình gian khổ của mình, phải không ngừng cảnh giác cao độ trước bất cứ mối nguy hiểm nào. Ngoài ra, The Road còn là một tác phẩm đầy nhân văn về cách con người đối xử với nhau trong thế giới hậu tận thế, cũng như nêu bật lên những bài toán nan giải về lòng tin và lòng nhân ái của con người nên được đặt khi nào cho đúng chỗ. Bộ phim vì thế mà rất nặng tính cảm xúc và sẽ là một hành trình sinh tồn tốn nước mắt bậc nhất cho các bạn khán giả. Ở vị trí số 7, chúng ta có phim I Am Legend. I Am Legend kể về hành trình của tiến sĩ virus học Robert Neville phải sinh tồn một mình trong quận Manhattan của thành phố New York kể từ sau một đại dịch virus đã lây nhiễm và biến đổi các sinh vật sống trở thành những con thú săn mồi khát máu về đêm. Mất cả gia đình trong một tai nạn khi di tản, Robert Neville chỉ có duy nhất một chú chó béc dê tên là Sam để làm bầu bạn, trong khi anh vẫn phải miệt mài nghiên cứu thuốc giải trên những mẫu vật sống đang lẩn khuất sâu trong những ngách tối của vùng đất chết này. Sinh tồn vốn dĩ đã luôn là chủ đề quen thuộc, nhưng sẽ ra sao khi con người phải sinh tồn một mình? I Am Legend có lẽ là một trong những bộ phim chân thực nhất để phản ánh điều này, cho thấy hành trình đấu tranh tâm lý phức tạp không ngừng nghỉ của tiến sĩ Robert Neville nhờ có diễn xuất đỉnh cao của nam diễn viên Will Smith. Bên cạnh đó, bộ phim cũng nhấn mạnh vào tính hành động
với những phân cảnh chiến đấu rượt đuổi nghẹt thở khiến khán giả đứng ngồi không yên. Và cuối cùng, thứ tạo nên ấn tượng nhất cho khán giả về phim này đó chính là tính mâu thuẫn triết lý của nó, khi khán giả có thể xem phim từ hai góc nhìn khác nhau và phát hiện ra mối quan hệ đầy phức tạp giữa quái vật và nạn nhân, giữa tiến sĩ Robert và lũ người biến dị, từ đó giải thích cho cái tên tiêu đề I Am Legend. Ở vị trí số 6, đó chính là bộ phim The Hunger Games. The Hunger Games là một phim hành động hậu tận thế, đặt bối cảnh cho một quốc gia giả tưởng Panem, bao gồm một thủ phủ Capitol và 13 quận. Nội dung chính của phim xoay quanh nhân vật nữ Katniss Everdeen, một trong các đại diện từ 12 quận tham gia vào một đấu trường sinh tử, một sự kiện thường niên của chính phủ Panem vừa để giải trí, vừa để răn đe các phe phái nổi loạn. Mục đích của cô là sinh tồn, nhưng mối tình của Katniss với một anh chàng khác quận đã gây nên những diễn biến và mâu thuẫn phức tạp khôn lường. Có lẽ là một trong những phim thể loại Battle Royale nổi tiếng nhất trước cả khi PUBG hay Free Fire thống trị thế giới, The Hunger Games là một sáng tạo độc đáo của thể loại hậu tận thế khi quyết định tập trung hoàn toàn vào hành động và mâu thuẫn giữa người với người để cho thấy sự rối loạn nhiễu nhương, suy đồi đạo đức của nhân loại trong tương lai. Thế nhưng, ẩn sâu bên trong trò chơi sinh tử phi nhân tính ấy lại là một tình yêu cao đẹp thuần khiết của những con người khác xa phương trời, và từ đấy đặt ra những câu hỏi về tình bạn, tình yêu và lòng đoàn kết của con người với nhau. Katniss Everdeen cũng là một trong những nhân vật nữ anh hùng gây ấn tượng bậc nhất nhờ vào diễn xuất tinh tế của Jennifer Lawrence và là một trong những biểu tượng tiêu biểu cho phụ nữ mạnh mẽ độc lập của xã hội hiện đại. Đứng ở vị trí số 5, chúng ta có bộ phim 28 Days Later. Câu chuyện của 28 Days Later bắt đầu kể từ sau khi một con tinh tinh chứa một loại virus chết người sổng chuồng và tấn công vào một đám người biểu tình, để rồi từ đó lây lan ra khắp toàn nước Anh và bùng nổ thành một đại dịch sắc sống chỉ trong vòng 28 ngày. Giữa biến cố ấy, một người lái xe đạp giao hàng tên là Jim mới tỉnh dậy sau hôn mê từ một vụ tai nạn, và anh phải hợp tác với bất cứ ai còn sống sót trong thành phố London để cố gắng sinh tồn và đào thoát khỏi vùng đất chết ấy. Một kịch bản quá đơn giản và điển hình cho dòng phim zombie. Thế nhưng không phải tự nhiên mà 28 Days Later được tôn vinh là phim zombie hay nhất từ trước đến nay. Sự tỉ mỉ cầu toàn kỹ lưỡng của đạo diễn Danny Boyle và biên kịch Alex Garland đã tạo nên một thế giới hậu tận thế zombie tồi tàn, trống vắng và ám ảnh đến từng chi tiết tiểu tiết một. Bộ phim không nhấn mạnh vào kỹ xảo hay hình ảnh hay những phân cảnh hành động, mà tập trung nhiều hơn vào tính sinh tồn và sự khốc liệt của xã hội trong đại dịch. Từ đó khiến cho bầu không khí phim luôn đậm một màu u ám, thế lương đến tuyệt vọng. Và chính điều này đã góp phần làm cho tất cả các fan hâm mộ nhiệt thành nhất của thể loại zombie bị hút hồn hoàn toàn vào câu chuyện của phim, để rồi cho họ thấy rằng cái cảm giác sống trong thế giới đó đáng sợ như thế nào. Đứng ở vị trí số 4, đó là bộ phim A Quiet Place. Bối cảnh của A Quiet Place diễn ra vào năm 2020, khi hầu hết nền văn minh nhân loại trái đất bị một chủng tộc người ngoài hành tinh xâm lược và xóa sổ. Những sinh vật này tuy bị mù, nhưng có thị giác cực nhạy, cùng với đó làn da bọc thép không thể xuyên thủng, khiến cho bất cứ người nào còn sinh tồn trên trái đất luôn phải giữ im lặng tuyệt đối nếu không muốn thành miếng mồi ngon. Trong số đó có gia đình Albert, cũng là những con người cố gắng tìm cách sống sót và liên lạc với bên ngoài để tìm cứu viện. Là đại diện mới mẻ nhất trong danh sách này, song A Quiet Place đã sớm gây tiếng vang lớn cho các khán giả điện ảnh toàn cầu với chủ đề rất độc lạ của mình. Với việc thiết kế cho mối đe dọa chủ yếu dựa vào âm thanh, nên nhà làm phim đã nỗ lực hết mình để thiết kế âm thanh phim sao cho bám sát theo chủ đề nhất có thể. Từ đó khiến các khán giả cảm thấy như họ đã thực sự ở trong thế giới của A Quiet Place và do đó thực sự cảm thấy sợ hãi trước từng tiếng động một. Bên cạnh những điểm mạnh về khâu kỹ thuật đó, A Quiet Place cũng là một tác phẩm hậu tận thế dễ khiến khán giả rơi nước mắt trước những thảm cảnh mà bất cứ ai cũng có thể bỏ mạng vì một sai lầm nhỏ con. Do vậy, A Quiet Place đã được đánh giá rất cao bởi cả khán giả lẫn giới chuyên môn khi ra mắt. Vị trí số 3 trong danh sách thuộc về Zombieland. Câu chuyện của Zombieland diễn ra tại Mỹ khi một đại dịch thây ma bùng phát và nhấn chìm cả nước Mỹ thành một vùng đất chết. Những người còn sống sót trong đây càng ngày càng không tin tưởng vào nhau qua rất nhiều cuộc thanh trừng đẫm máu, và do đó họ thường lấy tên thành phố của họ ở làm biệt danh, cũng như hạn chế ở gần nhau nhất có thể. Bộ phim xoay quanh một nhóm 4 người phiêu bạt sinh tồn trong thế giới zombie để rồi tìm ra được những giá trị quý báu về tình đoàn kết của con người cùng hoàn cảnh. Đơn giản vậy thôi, nhưng tại sao Zombieland lại được đông đảo các fan hâm mộ zombie yêu thích đến như vậy? Đó là vì tính giải trí và hài hước vô đối của phim. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu, giải trí và hài hước, hai từ mà có lẽ chỉ các phim zombie rẻ tiền mới dùng. Thế nhưng Zombieland lại cho chúng ta thấy một cuộc sống rất vô tư và phóng khoáng của nhóm 4 người xa lạ gặp nhau, những cuộc hội thoại cười bò ra nước mắt, những tình huống ngặt nghèo hài hước khó đỡ
và tất cả những điều đó đều diễn ra một cách hết sức tự nhiên trong thế giới Zombieland. Và sau cùng, tác phẩm vẫn đem lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc về tinh thần nhân ái và đoàn kết yêu thương đồng loại, cũng như ý nghĩa thật sự của một gia đình luôn bên nhau khi có hoạn nạn. Chính vì vậy mà Zombieland luôn được coi là một tác phẩm kinh điển của thể loại này. Vị trí top 2 của danh sách thuộc về Children of Men. Children of Men là một tác phẩm giật gân có yếu tố hành động viễn tưởng, đặt bối cảnh ở Vương quốc Anh vào năm 2027, 18 năm sau khi hội chứng vô sinh xuất hiện và lây lan, từ đó đe dọa sự tồn vong của loài người. Một người duy nhất còn đang mang thai là một người tị nạn ngoài lãnh thổ nước Anh, và do đó cô được bảo vệ hết sức bởi một nhóm người để cô sinh con và từ đó duy trì nhân loại, trong khi vừa phải chống lại những kẻ cầm quyền muốn lợi dụng đứa bé để làm công cụ chính trị. Đây có lẽ là bối cảnh độc đáo bậc nhất trong số các phim viết tưởng hậu tận thế từ trước đến nay. Một chứng bệnh tưởng như không có gì đáng sợ, nhưng khi lây lan sẽ tạo nên áp lực vô hình khủng khiếp cho nhân loại về khả năng tồn vong của mình. Bộ phim không có thêm ma gào thét, không một quái vật đáng sợ, không một con người mọi rợ khát máu, mà chỉ tràn ngập trong bầu không khí drama và chính trị vô cùng căng thẳng. Chính vì điều này mà khía cạnh tâm lý và chiều sâu tư tưởng của phim được khai thác rất tốt. Và do đó, khi xem Children of Men sẽ là một trải nghiệm đầy ám ảnh và nghẹt thở cho các bạn khán giả vừa yêu thích thể loại hậu tận thế và cũng vừa muốn một xem bộ phim nặng đô và hàn lâm. Và cuối cùng, vị trí top 1 không đâu khác thuộc về Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road là bối cảnh ở thế giới thời kỳ văn minh nhân loại đã sụp đổ khi con người trở nên cuồng điên trong những trận chiến giành giật sự sống và các nhu yếu phẩm. Thế giới văn minh đã mất, mà thay vào đó là các băng nhóm phe phái tranh giành địa bàn và thường xuyên gây chiến với nhau. Giữa sự hỗn loạn ấy, một người anh hùng đơn độc tên là Max Rokantansky đã vô tình bắt gặp một đoàn xe của Furiosa và những người đang trốn chạy khỏi xã hội bất công của tên bạo chúa Joe Bất Tử để tìm về vùng xanh miền đất hứa mà sống trong yên bình. Câu chuyện của Mad Max Fury Road không thể giản đơn hơn được nữa, chỉ là một hành trình đi xe kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ. Thế nhưng, đây có lẽ là 2 tiếng đồng hồ lái xe mãn nhãn và hoành tráng nhất lịch sử điện ảnh. Không có gì nhiều để nói về Mad Max Fury Road cả, ngoài việc khẳng định bom tấn này đã nâng tầm điện ảnh hành động lên một tiêu chuẩn mới, nâng tầm kỹ xảo lên một đẳng cấp mới, trong khi vẫn đảm bảo xây dựng một thế giới hậu tận thế chi li và kỹ lưỡng đến từng tiểu tiết. Khi xem Mad Max Fury Road, khán giả như bị kéo vào trong thế giới ấy, được cảm nhận cái nắng cháy gắt và từng hạt cát luồn lách trên da thịt của mình. Và cứ thế, bị dán mắt không thể rời khỏi những cảnh hành động mạo hiểm cháy nổ dồn dập xuyên suốt 2 tiếng đồng hồ. Không phải ngẫu nhiên, Mad Max chiếm lĩnh ngôi đầu của nhiều bảng xếp hạng cho phim viết tưởng hậu tận thế hay nhất lịch sử điện ảnh. Và đó là bài tổng hợp của Đèn Đỏ Cinema về những bộ phim hậu tận thế hay nhất trên màn ảnh. Bạn có đồng ý với danh sách trên không? Bạn có muốn bổ sung thêm phim nào nữa không? Hãy comment ở dưới cho chúng mình biết nhé. Và đừng quên để lại một like và đăng ký kênh nếu bạn thích những video như thế này. Cảm ơn các bạn khán giả của Đèn Đỏ Cinema đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đèn Đỏ Cinema, kênh chuyên về phim uy tín. Hãy đăng ký kênh để đồng hành cùng chúng tôi.